Sơn Lê và Vũ Hoàng Hải xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trực tiếp trên diễn đàn Sơn Lê TV. Là sẽ đến ngày bầu cử, chúng ta sẽ biết được ai sẽ bước vào trong tòa Bạch Ốc và đại diện cho nước Mỹ trong kỳ bầu cử này. Ngay cả những tờ báo mà trước đây đã ủng hộ cho Dân Chủ, bây giờ họ cũng bắt đầu có cái sự gọi là hơi nghiêng về ông Donald Trump. Chẳng hạn như cái tờ ở trên Los Angeles mấy ngày nay đó, tờ Washington Post cũng vậy. Hai tờ báo nói rằng bây giờ là không ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Mà trước đây họ là những người từng ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Tại sao họ làm như vậy? Có người hỏi bảo, ủa, anh là đảng Dân Chủ và từ xưa đến giờ đảng Dân Chủ đã giúp anh rất nhiều. Tại sao bây giờ anh lại không ủng hộ cho bà Kamala Harris? Ông chủ nói, ủng hộ cho Dân Chủ, nay mà ông Trump thắng, coi chừng mình bị dập tiệp. Đó là lời ông nói đó. Tức là chiều hướng gió nó bắt đầu nó đã thổi rồi. Nó nghiêng về người nào là chúng ta dễ thấy lắm. Tại sao Elon Musk, một người tỷ phú giàu có như vậy, mà xem đánh đổ hết tất cả sự nghiệp của mình vào trong canh bạc này? Ông nói nếu Donald Trump mà thua là đời tôi cũng đi tiêu luôn. Tiêu luôn. Nhưng mà ông nói rõ rằng nếu mà ông Trump thắng thì cái kế hoạch của Elon Musk đưa người lên hỏa tinh sẽ được thực hiện và thành công. Và nếu bà Harris bà lên thì kế hoạch đó không thể thực hiện được. Đó là điều thứ nhất trong quốc nội, tức là trong đất nước Mỹ. Và hầu hết bây giờ người ta đang thăm dò, kể cả người Latino và người da đen, là bây giờ người ta lại nghiêng về ông Trump khá nhiều so với thời của ông Joe Biden. Thì rõ ràng bây giờ vấn đề kinh tế. Cái thứ hai là cái vấn đề gọi là đối ngoại. Cả các báo chí nước ngoài đều nói rằng người ta thấy cái viễn cảnh ông Trump vào Nhà Trắng nó rõ ràng hơn là hình ảnh của bà Harris. Rồi cộng thêm những cái vấn đề gọi là ở tại cuộc chiến tranh Trung Đông. Khi mà anh nói đến Elon Musk là một nhà tỷ phú, mà gần đây ông ấy đạp Elon Musk đào xong lấy cái hình của ông đưa lên cho quý vị thấy. Ông đã ủng hộ cho Tổng thống Trump rất là nhiều. Rất là vui mừng khi quý vị thấy ông nhảy cái tưng á trên sân khấu. Đây là một cái địa điểm bất ngờ, nơi mà Tổng thống Trump lần đầu tiên bị ám sát hụt. Mà lần này họ đã kỹ lưỡng hơn và họ đưa những cái tấm kiến, quý vị có thể thấy trên bên trái màn hình đó. Khi mà Tổng thống Trump phát biểu thì có cái miếng kiến chống đạn. Lần này họ rất là cẩn thận trong cái chuyện đó. Và Elon Musk gần đây đã có một cái chiến dịch gọi là tặng phi $1,000,000. $1,000,000 cho những người mà ghi danh đi bầu tại tiểu bang Pennsylvania. Mà ông ấy rất là khôn ngoan. Ông không nói là bầu cho Trump thì sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Ông chỉ nói là quý vị hãy ký vào cái petition, một cái thỉnh nguyện thư, nói là quý vị ủng hộ cho tu chính án thứ nhất. Đó là cái quyền tự do ngôn luận. Cái quyền tự do ngôn luận. Và thứ hai là tự do sở hữu súng, để mà bảo vệ cho cái tu chính án thứ nhất. Và ông cũng chia sẻ luôn là cái lý do mà ông mua lại cái trang Twitter mà ông lỗ rất là nhiều tỷ đô la, chỉ vì ông muốn bảo vệ cho cái tự do ngôn luận, thưa anh. Vì ông đã thấy rất là rõ những gì nó xảy ra vào năm 2020, khi mà nước Mỹ lần đầu tiên cái tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, tiếng nói người dân không được lắng nghe. Và ông đã nói là ông đã mất đi một đứa con. Không biết anh có nhớ cái vụ này không ạ? Vì cái chính sách cực đoan chuyển giới của đảng Dân Chủ mà ông đã mất đi một đứa con. Ông nói bóng nói gió là giống như là con ông đã chuyển giới rồi đó. Hình như là từ con trai thành con gái thì phải. Ông đã mất đi một đứa con trai. Thì đây là một cái tiếng chuông báo động cho ông Elon Musk. Ông ấy phải quay xe, không ủng hộ cho ông Joe Biden nữa. Tất cả những cái chính sách của bên đảng Dân Chủ dần dần họ đã đi quá xa và họ đã trở nên cực đoan. Và lý do đó cho nên là ông ấy đã về phe Trump, ủng hộ cho Tổng thống Trump. Cho nên trong cái cuộc tranh cử lần này, anh nói đúng, ông ấy đã nói nếu như mà chúng ta thua lần này thì có lẽ là nước Mỹ sẽ chỉ còn một đảng mà thôi. Cái thứ hai á, thì mấy ngày nay người ta nói rằng là chính ông Elon Musk, ông có được mặc khải bởi Thiên Chúa. Là vì vậy cho nên ông mới giúp ông Trump để hoàn thành cái sứ mệnh nào đó. Đây là theo mấy ngày nay người ta đang nói như vậy. Với lại một cái điều á, là tại sao khi ông Trump vừa bị bắn mưu sát, không chết, là ông này coi như là ủng hộ liền. Ủng hộ liền. Cái điều đang nói là cái điểm đó. Nếu ông ta là một người
tỷ phú như vậy ông ta cứ ăn chơi hết cả đời chẳng hết. Đúng đấy. Tha hồ dính nhắc chị làm gì? Cả hai người đều là tỷ phú mà. Ừ, mà đó. Tại sao ông ta lại đánh đổi cả danh tiếng? Thậm chí bây giờ ông ta nói đó. Mà tôi là người có thể bị ám sát kìa. Đó. Chính vị... câu này Elon Musk nói đó. Đúng. Quý vị thấy không? Ngay sau khi mà ông Trump bị bắn hụt á, qua cái lỗ tai á, mà chảy máu quá trời á, thì Elon Musk tweet liền. Elon Musk phát biểu liền. Đó quý vị thấy không? Đây đúng là trong một cái cơn hoạn nạn đó thì mình mới nhìn rõ được cái character, cái tính cách của một con người như thế nào. Thì trong cơn hoạn nạn chúng ta mới có thể thấy rõ cái điều đó mà thôi. Những người, trong khi mà ông Joe Biden và những người khác, họ trốn ở dưới basement, họ không có đi rally, thậm chí là họ lên trên sân khấu, họ té lên té xuống. Mình nhìn về ông Trump, một người mà bị bắn hụt, máu chảy ra như vậy, nhưng mà vẫn không sợ, đứng dậy giơ cao cái tay lên, fight, fight, fight. Một cái hình tượng như vậy, đây đúng là một người champion, một người phải nói là một chiến binh rất dũng cảm. Kính thưa quý vị, sau khi mà bị bắn vẫn không khuất phục, vẫn không khuất phục, mà ông ấy đứng dậy và giơ tay cao lên. Thì quý vị bầu cho một người có một cái sự can đảm như vậy, hay là quý vị muốn bầu cho những nhà lãnh đạo như thế này? Câu trả lời rất đơn giản. Tức là bây giờ chúng thấy từ khi ông Elon Musk ủng hộ, rồi tới ông Zuckerberg quay đầu, rồi sau đó là ông Robert Kennedy, rồi tới bà Gushita Gaba. Mà bây giờ chính bà Gushita Gaba đã tuyên bố rằng tôi sẽ đổi đảng, là đổi đảng từ đảng Dân Chủ sang đảng Cộng Hòa. Và chúng ta biết rằng là chính ông Ronald Reagan cũng đổi đảng từ Dân Chủ sang Cộng Hòa nhé. Mà ông Kennedy cũng vậy đó. Kennedy bây giờ về phe Trump rồi. Mà ông Ronald Reagan là người nổi tiếng. Mà thời của ông Reagan đó, năm 1984, 538 đại cử tri đoàn để dành cho Dân Chủ có 13 thôi. Tức là 50 tiểu bang, Cộng Hòa là 49 rồi. Làng mà Dân Chủ chỉ có một thôi là anh, 13 thôi. Anh biết không, làng quảng là ông Joe Biden cũng có vẻ giống như là muốn từ bỏ đảng rồi đó, về phe Trump rồi đó. Thế thì bây giờ người ta đã nhìn thấy rồi, cái chủ nghĩa xã hội, cái chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập vào Hoa Kỳ qua những người cực tả. Bây giờ lý do đơn giản thôi, tại sao Nan Solen nói về sao ông Mark Cuban ông lại không giúp ông Trump thế nào? Bởi vì ông Trump ông là người tỷ phú, ông có tiền rồi, ông không cần tiền nữa và không ai mua chuộc được gì ông hết. Nhưng người khác giúp cho ông đòi điều kiện. Đúng rồi, có người ta muốn cái điều kiện. Tại tôi giúp ông mà tôi phải là bộ trưởng nè. Phải làm này làm cái kia cho tôi. Không làm hả? Ok, là quay xe. Yeah. Nhìn nếu trường hợp ông Trump là một người nghèo, tôi ví dụ đi, có thể ông bị mua đó. Ê, này Trump, tao bộ trưởng ngoại giao nha. Ông Romney đó, thì ông Trump thắng là vô gặp ông Trump liền, muốn làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Thế là ông Trump không đồng ý, cuối cùng qua đánh ông Trump liền. Và vì hiện nay ông cũng chưa nói rằng là ông có bỏ phiếu trong Trump hay không. Những người muốn gặp Trump vì muốn mua quyền lợi, mua cái ghế nào đó và không được. Bởi vì ông Trump không có tiền, ông cần gì nữa. Nhưng nếu Tổng thống không có tiền thì họ lại cần điều đó. Ví dụ như anh ký cho tôi một hợp đồng, có thể là tôi làm ăn đây, tôi có thể cho anh một cái nhà vài trăm triệu đô la hay trong một cái hợp đồng nào đó. Chính vì điều này mà Đức Tổ Trung Mục nói không? Hunter Biden tại sao dính vào? Rồi Obama dính vào. Tại sao như vậy? Vì ông nói Trump thứ nhất là cái tính khí, thứ hai là ông không cần tiền, không ai mua chuộc được ông hết. Do đó những tỷ phú người ta không ủng hộ ông này là vì lý do đó. Dạ. Sao anh muốn nói đến bà Michelle Obama một chút xíu, kính thưa quý vị. Tại vì trong cái chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris gần đây, Sean cảm thấy là bà đang vấp phải rất nhiều vấn đề. Rất là nhiều vấn đề. Chưa thấy một cái rally nào mà bị bu nhiều như vậy. Từ lúc mà bà ấy rally từ Houston, Texas, là ban vận động tranh cử của bà kêu gọi nhiều người cử tri đến đó vì sẽ có sự xuất hiện của Beyoncé. Đấy. Là một cô nghệ sĩ, trời ơi, rất là nổi tiếng. Và Beyoncé sẽ trình diễn. À, đó là cái lời kêu gọi của ủy ban tranh cử của bà Kamala Harris. Nhưng mà, hỡi ôi, thật là đau lòng. Khi mà Beyoncé đến đó, đứng ra chỉ nói có 4-5 phút thôi, không trình diễn. Mà khi mà Beyoncé rời đi, nói xong rồi phủi đích bỏ đi, thì cái đám đông đó bắt đầu là la ó om sòm và họ đã bỏ đi ra ngoài hết. Đúng là một cái sự thảm họa của bà Kamala Harris. Bà ấy không có khả năng, không có năng lực đến nỗi mà để mà thu hút đám đông, bây giờ phải nhờ đến những nghệ sĩ nổi tiếng. Và đừng, quý vị đừng nghĩ là những nghệ sĩ này có thể giúp được cho những chính trị gia này. Nó hoàn toàn phản tác dụng.
Hãy nhìn vào năm 2016 khi mà Hillary Clinton kêu gọi những nghệ sĩ nổi tiếng đứng ra, kết quả thì như thế nào? Bà đã thảm bại trước ông Donald Trump. Và khi mà Joe Biden lên á, thì Joe Biden không làm việc này, thì cuối cùng chỉ thắng Trump được có vài ngàn phiếu mà thôi. Thì chúng ta có thể thấy là đôi khi mà mời những nghệ sĩ lên chưa chắc gì họ đã giúp được mình nhiều nha quý vị. Cái hiện nay á, chẳng hạn như cái bang Virginia, là người ta thấy bắt đầu cái bang này đang chuyển từ xanh sang đỏ rồi. Bằng chứng là có 4 cái county chuyển từ xanh sang đỏ. Và hiện nay á, cho ngày hôm nay rất nhiều bài báo nói rằng là cái bang này bắt đầu có trở thành bang chiến địa. Mà cái bang này thì lại có đại tá Hùng Cao ở đây. Thì cái hy vọng mà đại tá Hùng Cao trở thành thượng nghị sĩ nó có khả thi hơn. Cái thứ hai là hiện nay đang tranh chấp vấn đề là 1.600 phiếu, tức là những người không phải là công dân mà lại được đi bỏ phiếu. Cho nên là đây, người ta nói rằng bây giờ chúng ta hãy bảo vệ hiến pháp, không phải bảo vệ ông tổng thống hay đảng nào hết, hãy bảo vệ hiến pháp đi. Hiến pháp quy định rằng những người nào có quyền công dân thì mới được đi bầu. Nhưng mà khi ông John Key đúng lên, ông loại ra hơn 6.100 phiếu và hơn 80.000 phiếu những người chết đi bầu. Thì bây giờ lại còn 1.600. Thì bây giờ hai bên đang coi như đấu đá với nhau vì cái 1.600 đó. Phía tư pháp đó, tức là bên điều chế của bán đó thì nói rằng là những người này là có quyền, nhưng mà ông nói không, đây là không hợp pháp, chúng ta phải bảo vệ hiến pháp. Thì bây giờ thẩm pháp đã bác điều đó đi rồi. Ông John Key nói tôi sẽ có thể đưa vấn đề này ra qua tối cao pháp viện và tôi bảo vệ tới cùng quyết định này. Nhưng người ta không yêu cầu là anh đảng nào hết mà hãy bảo vệ hiến pháp đi. Rồi ngay tích sở chúng thế 450.000 phiếu bất hợp lệ. Và bây giờ đó giữa bên ông thống đốc và phía bên điều chế đó, Bộ Tư pháp cũng đang giằng co nhau vào 450.000 cái phiếu này. Thế thì rõ ràng nếu chúng ta bảo vệ hiến pháp thì cuộc bầu cử người ta chỉ yêu cầu là công bằng và minh bạch. Người ta không muốn là thế này thế kia. Thì bây giờ mọi người hãy bảo vệ hiến pháp đi. Bảo vệ hiến pháp bằng cách là bầu công bằng và minh bạch rõ ràng. Những ai đủ chuẩn thì mới được. Còn những ai không đủ chuẩn thì dứt khoát là không được. Hiến pháp đã đưa ra điều đó rồi. Thế tại sao bên Dân Chủ lại còn cho những người không phải là công dân lại được đi bầu? Rõ ràng chính quý vị đã xé hiến pháp này chứ không phải là ai hết á. Không, thì đây là một cái điều mà Tổng thống Trump đã đấu tranh rất là nhiều và ông biết bao nhiêu lần kêu gọi là chúng ta phải có một cái quy luật rõ ràng. Tại sao khi mà bạn đi mua thực phẩm, bạn đi mua bia, mua alcohol, bạn phải đưa ra cái ID. Khi mà bạn đi khám bác sĩ, bạn phải đưa ra cái ID để cho người ta biết bạn là ai. Thì tại sao trong một cái cuộc bầu cử quan trọng như thế này của một đất nước, và đây nói là đây là một cái sự kiện, một trong những sự kiện quan trọng nhất của một đất nước, mà lại không hỏi ID là như thế nào? Ai muốn bầu thì bầu. Cái chuyện này nó vô lý hết sức, kính thưa quý vị. Nó rất là vô lý. Con nít đi ra ngoài mua thuốc lá phải hỏi ID 18 tuổi chưa? Đi mua rượu bia 21 tuổi chưa? Đi vô club, vô bar đưa ID 21 tuổi chưa? Đi khám bác sĩ cũng phải đưa ID. Nhưng mà đi bầu không cần đưa ID. Là cái chuyện nó rất là vô lý. Đó, cho nên là ông Trump đang đấu tranh cho cái việc gọi là tất cả những tiểu bang phải có cái voter ID. Phải có voter ID. Cái điều đó nó mới chính đáng. Nhưng mà cái điều trớ trêu ở đây là cái ông thống đốc tiểu bang Gavin Newsom của Cali, ông lại ra một cái đạo luật cấm không được hỏi voter ID. Không được hỏi, người ta bầu đi, để người ta bầu. Anh có quyền gì anh hỏi người ta? Thì đây là một cái điều mà làm cho mình cảm thấy nó rất là kỳ cục. Quý vị thấy kỳ không? Không hỏi thì thôi, tại sao phải ra một cái luật cấm không được hỏi? Vì mục đích gì? Lý do là sao? Tự quý vị biết. Nhưng mà nãy giờ nói đi nói lại, xong quên không nói cái chuyện mà Michelle Obama. Ok, bà Michelle Obama phát biểu, ở đây người ta ghi là little angry, hơi giận. Nhưng mà Sean cảm thấy là cái lời nói của bà rất là giận dữ. Bà rất là giận dữ. Tại vì bà nghĩ là có rất là nhiều cử tri vẫn còn băn khoăn, chưa dứt khoát bầu cho bà Kamala. Mặc dù là họ đứng về phe Dân Chủ, trong quá khứ họ đã bầu cho Dân Chủ, bầu cho ông Biden, bầu cho chồng của bà ấy là Obama, bầu cho Bill Clinton. Nhưng mà tại sao lại vẫn còn băn khoăn, chưa dứt khoát bầu cho Kamala? Quý vị đang mong đợi điều gì? Quý vị đang chờ là điều gì?
Sean muốn diễn tả là cái lời phát biểu của bà ấy. Ồ, có phải chăng là quý vị không biết Kamala là ai? Bà ta quá mới. Quý vị chưa thấy rõ ràng cái chính sách của bà ta là gì? Quý vị đừng bao giờ mà đưa những cái tiêu chuẩn cao như vậy lên cho Kamala. Mà hãy đưa những cái tiêu chuẩn cao đó lên trên Donald Trump. Cái ý của bà Michelle Obama là như vậy. Nhưng mà bà quên một điều là chính những người bên đảng Dân Chủ và ngay cả chồng bà ta đã tạo nên một cái ván cờ như thế này. Tại vì rõ ràng là ông Trump đã đi vận động từ lâu nay rồi. Còn bà Kamala thì chỉ mới vận động đây mà thôi. Tại vì giờ ngay vào phút 98 vào giờ chót, họ đã quyết định không đưa ông Joe Biden ra nữa. Và kéo bà, à xin lỗi, đẩy bà Kamala ra chịu sào. Mặc dù là bà Kamala chưa có một cái sự chuẩn bị. Bà chưa có một cái sự chuẩn bị, bà chưa lấy được một cái lá phiếu nào cả. Bà chưa có đi qua được cái vòng sơ bộ nữa. Thì thử hỏi là họ chính họ đã gài cho bà Kamala vào thế khó rồi còn gì. Tức là nó như thế này, người ta đã so sánh năm 1968 đó, khi mà cái ông tổng thống lúc đó là ông không ra trong đợt 2. Ừ. Là thời hạn còn hơn 200 ngày. Và sau đó bầu cử, phía Dân Chủ thua cả ba luôn, vừa tổng thống, vừa thượng viện và hạ viện. Còn đợt này là chỉ có hơn 100 ngày thôi, 109 ngày. Và lúc đó người ta nói là nếu mà không có cuộc tranh luận á, thì người ta cũng không biết ông Joe Biden ông tồi tệ đến thế đâu. Và nếu mà cứ để cho đến bây giờ hai ông không tranh luận thì đâu ai biết rõ ràng là ông Joe Biden yếu kém như thế nào đâu. Nhưng vì cuộc tranh luận đó người ta mới thấy rõ chân tướng thực sự của ông Joe Biden. Thì vào có thể khủng hoảng như vậy mà chính thời gian đầu ông Obama cũng đâu có công nhận bà Harris đâu. Ông nó tâm sự với lại vợ ông Joe Biden rằng nếu mà bà Harris ra là thua. Và Pelosi cũng vậy, nhưng cuối cùng cái lá phiếu cuối cùng để chọn là chính bà Pelosi. Cho nên người ta đã gọi bà Pelosi là thuộc lại gọi là Thái Thượng Hoàng, là người có quyền quyết định cuối cùng nữa. Mới chọn bà Harris. Sau khi chọn Harris thì họ đẩy bà lên mây. Gọi cái tiếng Việt Nam gọi là thổi ống hú đủ. Cứ bơm này, bơm là 9 tầng mây luôn. Người ta so sánh tháng 8 bà 50%, ông Trump có 42-43. Tháng 9 bà xuống tháng 10 bắt đầu là coi như bà đã bắt đầu hạ cánh này đó. Và hiện nay là coi như chân bà đã chạm đất rồi. Thì coi người ta thấy người này không đủ tài lãnh đạo, không đủ khả năng, không đủ kinh nghiệm. Người ta chỉ nói một câu đơn giản thôi. Bây giờ một người mà gần 4 năm rồi không thể hiện được một cái gì là tài năng, không thể hiện được một cái gì gọi là chính sách, là một sự linh hoạt và mang lại thịnh vượng cho một quốc gia, thì bây giờ thêm 4 năm nữa thì được cái gì? Chúng ta lấy ví dụ đá banh đi. Nếu tôi nghe ông này giỏi lắm, tôi mướn về. Nếu mà đá trận đầu thua là tôi bực mình đi đó. Mà 3-4 trận mà toàn thua với Huệ là coi chừng 6-7 trận là đá liền thôi. Dù ông có giỏi cỡ nào thì giỏi, danh tiếng cỡ nào danh tiếng. Người ta cần là cần cái thực tế, người ta cần là cái hiệu quả. Mà nếu anh không giỏi nữa là đúng, tôi sẵn sàng chấp nhận lỗ cả $100 triệu tống ông đi đưa ông khác về. Đá banh bình thường chỉ có 1 năm thôi. Nhưng bà này đã gần 4 năm rồi chẳng có một cái gì hết. Thế thì tại sao, lý do gì mà lại giữ bà thêm 4 năm nữa? Đơn giản. Quý vị cứ làm bài toán đơn giản đi. Gần 4 năm mình đang đói, đang nghèo rồi. Mình đang chật vật rồi. Thì mình phải muốn cải thiện đời sống là kinh tế mình vững lên. Con cái mình học càng ngon lành hơn. Bây giờ mình lại muốn nghèo hơn. Lại muốn coi như gia đình tan nát hơn. Cái điều này quý vị đã đi ngược đường rồi. Ngược đường rồi. Cái vấn đề là bà chưa có cái sự chuẩn bị thôi. Đảng Dân Chủ rõ ràng là có nhiều người tài ba hơn bà Kamala rất là nhiều. Nhưng mà bà chỉ có một điều thôi là bà rất là may mắn. Bà may mắn được ông Biden chọn là bà phó. Vì giờ phút đó, ông Biden có lẽ là chỉ muốn chọn một người da màu thôi để mà lấy phiếu của những người da màu. Ai dè, ông Biden đến phút chót lại bị cướp ngôi như vậy. Chính ông cũng không muốn rút lui mà. Ông muốn ở lại. Nhưng mà chính Đảng Dân Chủ đã ép ông phải vào lãnh cung, nhường chỗ lại cho Kamala. Và Kamala hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị. Cái thứ hai là chỗ này, cái người đề cử đúng ra khi ông Joe Biden rút lui á, cái sự đề cử phải để cho đảng. Ừ. Nhưng mà ông buộc miệng nói tôi đề cử bà Harris. Chính vì cái điểm đó mà lúc đó mấy người Dân Chủ ta chưa chấp nhận người này mà ông đã đưa vô thẻ ra rồi. Và chính ông Joe Biden đã tuyên bố chỉ có tôi mới thắng Donald Trump mà thôi. Mà ông chơi như vậy mà ác nè. Sau khi ông đề cử bà Kamala thì ông lại đổi ngay cái nón MAGA. Ông lại đổi ngay cái nón của ông Trump.
Thì rõ ràng là ông ra cái vẻ rất là tức, rất là bực tức với chính đảng của ông ấy đã quay xe với đồng chí của mình. À, mấy người đã hất hủi tôi hả, coi nè, bây giờ tôi đội cái nón Trump cho mấy người coi chơi vậy đó, cho mấy người bực tức chơi vậy đó, té ghế chơi vậy đó. Quý vị thấy ông Biden đội cái nón ma gà có đẹp không? Bấm số 1 nếu quý vị đồng ý. Chúng ta làm một cuộc thăm dò. Đây là một hình thức đá dò lái, nhưng mà không nói ra thôi. Đá dò lái không nói ra. Nên rõ ràng mà, ông bây giờ là ông không còn thích đảng Dân Chủ nữa rồi. Và có nhiều lần ông đang ngụ ý, mặc dù là ông không nói thẳng ra, nhưng mà ông có vẻ ngụ ý là ông không có thích bà Kamala cho lắm. Có nhiều lần ông còn muốn đạp chân lên bà Kamala nữa mà. Đó. Cho nên là dù muốn dù không, cho dù bây giờ Obama, Michelle Obama, Barack Obama, hoặc là những người khác, những người mà cấp cao trong đảng Dân Chủ, ngay cả Bill Clinton nữa, đã xuất hiện, họ toàn tâm toàn lực, dốc hết toàn lực để mà giúp đỡ cho bà Kamala giành được chiến thắng, nhưng mà quá trễ rồi. Tại vì bà Kamala thực sự, thứ nhất là bà không có năng lực, thứ hai là bà thiếu thời gian để mà chuẩn bị, kính thưa quý vị. Cho nên là trong dân gian của Việt Nam có câu ca dao, vua trèo còn chẳng ra gì, quan trèo thì chẳng khác chi thằng hề. Ông Joe Biden là tổng thống, ông làm còn chẳng ra được cái gì hết. Thì vai trò phó tổng thống mờ nhạt như vậy thì làm được cái gì mà quý vị phải trông mong cái người này? Rất là hay. Cho nên, nhưng mà tuy là như vậy, kính thưa quý vị, cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm nay, nó vẫn còn 50-50. Chưa hết đâu. Chúng ta đừng có gọi là chủ quan quá. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Và cái điều bây giờ chúng ta có thể làm được là gì? Chúng ta không thể nào mà chơi phòng thủ, chúng ta không thể nào mà chạy đến những vòng phiếu mà hỏi những người khác là ai đi đâu. Chúng ta không có những cái biện pháp gọi là ngăn chặn những cái sự gian lận. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chúng ta đi bỏ phiếu và kêu gọi tất cả những người thân, con cháu của chúng ta, họ hàng của chúng ta, bạn bè của chúng ta đi bầu. Nếu mà ai chưa ghi danh thì phải ghi danh, kính thưa quý vị. Và hiện nay chúng tôi được nguồn tin rằng là cái tỷ lệ bầu của người Việt rất thấp nhé, ở cái quận Cam này. Và kể cả trên toàn quốc. Chỉ còn 9 ngày nữa thôi, kính mong quý vị, nhất là những người Việt, phải đi bầu, phải thể hiện cái tinh thần của cộng đồng người Việt. Và chúng ta có bổn phận và trách nhiệm trong cuộc bầu cử này. Và nhất là qua lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Vigaro vừa rồi, cũng như Đức Châu Hoàng đã nói, trong hai người xấu, chọn người nào xấu ít mà bỏ. Đó một lời thầm gọi chúng ta khi so sánh đi. Một người là giết người và một người cấm người ta di dân vào. Thì ai là người xấu hơn? Cái đó quý vị đã rõ rồi. Quý vị hãy gọi ngay số phone 714-880-9900, 714-880-9900 để được hướng dẫn cách ghi danh bầu cử hoặc là cách bầu cử. Văn phòng đã mở cửa. À, cái giờ ở trên màn hình là giờ hồi xưa thôi nha quý vị. Hiện tại thì văn phòng đã nới rộng ra cái giờ làm việc. Tại vì cái ngày bầu cử nó đã cận kề. Chúng ta chỉ còn có 9 ngày nữa thôi. Quý vị nếu mà muốn biết rõ thông tin cụ thể cái giờ mở cửa thì hãy gọi cho số phone của văn phòng 714-880-9900. Quý vị hãy chụp lại màn ảnh. Đó là địa chỉ của văn phòng. Và quý vị cũng đừng quên tiếp tục ủng hộ cho Đại tá Hồng Cao. Chắc là ngày hôm nay sẽ là ngày cuối, kính thưa quý vị. Tại vì quý vị gửi thư đến đây nó cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Quý vị hãy gửi thư ngay hôm nay hoặc là ngày mai, đừng chần chờ nữa. Chúng ta hãy làm một cuộc vận động cuối cùng cho Đại tá Hồng Cao trước ngày mùng 5 tháng 11, kính thưa quý vị. Chúng ta phải làm ngay và liền. Quý vị ở tiểu bang Virginia hãy đi bầu cho Đại tá Hồng Cao. Quý vị biết những anh chị em dòng họ của mình hay là bà con của mình, hãy nói với họ bầu cho người gốc Việt của chúng ta, đặc biệt là một cựu chiến binh mà có những cái đường lối, có những cái lý tưởng cùng chung với chúng ta, yêu tự do ngôn luận, không thích những cái chế độ độc tài. Đó, thì đó là cái đường hướng của chúng ta. Còn nếu như mà quý vị thích tự do phá thai, tự do chuyển giới, thì có lẽ là quý vị ở bên Kamala Team và bên phía Dân Chủ, chúng ta không có bàn cãi nữa. Cái việc đó coi như là lý tưởng của ai thì người đó theo mà thôi. Mà Son hy vọng là tất cả người Việt của chúng ta ở đây, chúng ta đều là những người mà biết nói lý lẽ. Chúng ta biết được những cái lý lẽ thông thường. Và chúng ta biết được cái truyền thống gia đình của chúng ta từ đâu. Chúng ta tin vào những cái điều gì, giá trị của chúng ta nằm ở đâu. Thì Son mong là quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đạt được cái ước mơ này vào ngày mùng 5 tháng 11.
cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại cuộc meeting thu hút gần 20.000 người tham dự tại Madison Square Garden ở New York, một thành trì kiên cố của Đảng Dân Chủ, bằng một bài phát biểu kéo dài 80 phút chỉ trích các đối thủ chính trị của mình, kiên quyết trong vấn đề người nhập cư và cam kết sẽ kích hoạt một đạo luật để dọn đường cho việc trục xuất trên quy mô lớn. Nhưng chính những tiết mục mở màn cho cuộc meeting ở thành phố New York, một sự pha trộn giữa các nhà tài trợ, nghệ sĩ giải trí và các chính trị gia có quan điểm nước Mỹ trên hết, đã tạo nên một cơn thịnh nộ trong chiến dịch vào phút chót giữa những người theo Đảng Dân Chủ và một số người theo Đảng Cộng Hòa, vốn lo ngại rằng chương trình này sẽ làm tổn hại đến lập trường của các cử tri ôn hòa. Dù vậy, ông Trump cho rằng bà Harris đứng sau sự phản đối nghiêm trọng nhất trong lịch sử các đời lãnh đạo nước Mỹ do chính sách nhập cư mà chính quyền do Tổng thống Joe Biden và bà Harris với vai trò phó tổng thống đang thi hành. Ông Trump cũng chỉ trích các chính sách xanh, gọi đó là trò lừa đảo, và cam kết sẽ cắt giảm giá năng lượng xuống một nửa trong vòng một năm nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ lần này. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa cũng nhắc lại nhiều cam kết chính sách trong suốt chiến dịch tranh cử của mình như giảm lạm phát, giảm chi phí sinh hoạt, chấm dứt thuế tiền boa, tiền làm ngoài giờ và nâng cao phúc lợi xã hội. Ông Trump nói rằng người dân đang tham gia vào sự nghiệp của Đảng Cộng Hòa, đảng của sự hòa nhập, bất kể tôn giáo, và do đó Đảng Dân Chủ đang thua cuộc. Quan chức Pennsylvania cho biết họ đang điều tra 2.500 đơn đăng ký cử tri tại hạt Lancaster sau khi các nhân viên bầu cử báo cáo có dấu hiệu gian lận trong các đơn đăng ký này. Theo hãng tin NBC News, khi kiểm tra, các nhân viên bầu cử đã tìm thấy thông tin không chính xác, chữ ký không khớp với chữ ký mà họ có trong hồ sơ của cử tri, và các đơn đăng ký dường như được cùng một cá nhân điền với cùng một nét chữ viết tay. Trả lời các phóng viên, luật sư hạt Heather Adams nói rằng ít nhất hai hạt khác cũng có thể đã nhận được các đơn đăng ký gian lận. Luật sư này cho biết, chúng tôi đã xác nhận hành vi vi phạm luật tội phạm cũng như luật bầu cử. Chúng tôi có tất cả các thám tử sẵn sàng làm việc về vấn đề này. Tất cả chúng tôi đều được tham gia để đánh giá tính hợp lệ của các đơn đăng ký này một cách kịp thời. Các quan chức bầu cử của hạt cũng đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật về các vấn đề mà họ đã phát hiện ra trong khi xem xét các mẫu đơn đăng ký cử tri. Một cuộc điều tra trên diện rộng đã được tiến hành. Cảnh sát sẽ liên hệ với những cử tri có thông tin được liệt kê trên các mẫu đơn. Cơ quan ngoại giao Pennsylvania đã hoan nghênh nhân viên bầu cử Lancaster vì những phát hiện gian lận của họ trong quá trình làm việc. Cũng trong một lần xuất hiện trên chương trình Mr. Press Now của NBC News, người đứng đầu ban khối thịnh vượng chung Pennsylvania, Ann Smith cho biết những sự cố như thế này hiếm khi xảy ra và sẽ giúp mọi người tin rằng hệ thống này hoạt động hiệu quả. Khi được hỏi ai đứng sau vụ việc, ông Smith cho biết, theo những gì chúng tôi biết, có một tổ chức bên ngoài đã thu thập hồ sơ đăng ký và nộp hồ sơ ngay trước thời hạn đăng ký cử tri. Đây không phải là lần đầu tiên những người vận động được trả tiền làm giả các đơn đăng ký cử tri. Tại bang Michigan, 5 ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã bị loại khỏi cuộc đua giành chức thống đốc vào năm 2022 sau khi những người thu thập đơn đăng ký được trả tiền đã làm giả vô số đơn đăng ký cử tri. Trong khi đó, nhà phân tích Harry Enten chỉ ra rằng các cuộc thăm dò dư luận hiện cho thấy hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ ủng hộ, và mỗi khi có một tín hiệu tốt cho Phó Tổng thống Kamala Harris thì đối thủ của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, cũng giành được một lợi thế. Do đó, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đang tiềm ẩn nhiều kịch bản khác nhau và khó đoán. Khi ngày bầu cử chính thức càng đến gần, nhiều người Mỹ cho biết họ cảm thấy căng thẳng và lo lắng về cuộc đua tổng thống gay cấn. Theo một cuộc thăm dò của Hiệp hội Tâm lý Mỹ được thực hiện vào đầu năm nay, 65% người trưởng thành ở Mỹ luôn hoặc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì chính trị và 55% luôn hoặc thường xuyên tức giận. Cảm thấy stress về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đó là tình trạng của không ít người dân Mỹ. Một người dân Mỹ chia sẻ, chúng tôi nghe rất nhiều và cả hai bên đều không ngừng nghỉ, cứ như là nền dân chủ sắp cáo chung. Một người khác nói, hai ứng cử viên khác nhau, quan điểm sống của hai người khác nhau, đúng là một thế giới điên rồ. Nhà trị liệu Laura Goldstein cho biết, vấn đề bầu cử ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các buổi tư vấn cho khách hàng. Bà Goldstein cho biết, đó là căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, đôi khi có thể là sự tức giận hoặc phẫn nộ. Bà nói, tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn khác mà chúng tôi đang gặp nhiều hơn là mọi người đang gặp khó khăn trong việc kết nối vì không phải lúc nào cũng cảm thấy an toàn khi nói về chính trị. Họ không biết đâu là nơi an toàn để nói chuyện về chính trị hoặc xả bớt căng thẳng. Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc đua giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ sẽ ngã ngũ và một trong hai đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ. Nhưng tại sao vẫn chỉ có ứng viên Đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa có thể trở thành Tổng thống Mỹ? Cũng giống như 59 cuộc bầu cử 4 năm một lần trước đó ở xứ sở Cờ Hoa, càng đến gần ngày bầu cử, sự không hài lòng với hai ứng cử viên Tổng thống của các đảng lớn thường nổi lên. Nhiều người Mỹ đang nghĩ đến việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên của đảng thứ ba với hy vọng rằng nếu ứng viên này có đủ số phiếu ủng hộ, thế độc quyền của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ bị phá vỡ. Thế nhưng vấn đề không phải là ứng cử viên của đảng thứ ba sẽ không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử được cả thế giới chú ý này, mà là họ không thể giành chiến thắng.
Lý do ứng viên không phải đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, không thể giành chiến thắng, lại không liên quan gì đến ông Trump hay bà Harris, mà là bởi với thể chế hiện tại của Mỹ, không có lý do chính đáng nào để cử tri bỏ phiếu cho một ứng cử viên của đảng thứ ba. Điều này không liên quan gì đến âm mưu của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, mà liên quan đến khái niệm khoa học chính trị cơ bản được gọi là luật Duverger. Và những năm 1950, nhà khoa học chính trị người Pháp Maurice Duverger, những gì đang diễn ra gần giống như một quy luật tồn tại trong chính trị. Ông chứng minh rằng kết quả bầu cử và hệ thống đảng phái được xác định bởi các thể chế bầu cử và cách kiểm phiếu. Các hệ thống bầu cử theo đa số đơn thuần như ở Mỹ tạo ra hệ thống hai đảng. Các hệ thống đại diện theo tỷ lệ như ở châu Âu và châu Mỹ Latin tạo ra các hệ thống đa đảng. Điều này có lý. Trong hệ thống đại diện theo tỷ lệ, người bỏ phiếu cho một đảng phản ánh hệ tư tưởng của mình. Nếu người đó thuộc đảng xanh hoặc tự do và đảng của họ giành được 15% số phiếu bầu thì sẽ giành được 15% số ghế trong cơ quan lập pháp. Vì không có lý do gì để không bỏ phiếu theo lương tâm của mỗi người nên có thể tồn tại nhiều đảng phái khác nhau trên khắp phổ hệ tư tưởng. Nhưng ở Mỹ, đất nước chia thành các tiểu bang và khu vực quốc hội và bất kỳ ai giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng. Đây là hệ thống người chiến thắng sẽ giành được tất cả. Người chiến thắng sẽ giành được 100% đại diện và người thua cuộc sẽ không nhận được gì. Tất cả những người tham gia tranh cử, những người thuộc đảng xanh hay đảng tự do và các đảng thứ ba khác cũng sẽ không nhận được gì. Kết quả tất yếu là một hệ thống với hai đảng chính trị ăn sâu bén rễ. Nhờ có đại cử tri đoàn, luật Duverger cũng áp dụng cho các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ngoại trừ Nebraska và Maine, các cuộc bầu cử tổng thống trên toàn tiểu bang đều tuân theo cùng một logic, người chiến thắng sẽ giành được tất cả. Để phá vỡ thế độc quyền của hai đảng, một ứng cử viên của đảng thứ ba thành công phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi là bằng cách nào đó xóa bỏ bản sắc đảng phái cốt lõi của cử tri là đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ. Những bản sắc này mang lại ý nghĩa và định hướng cho các quyết định chính trị của người dân. Một đảng thứ ba muốn thành công sẽ phải tiến hành một chiến dịch đủ mạnh để đánh bại đảng Dân Chủ ở các tiểu bang xanh như New Jersey và đánh bại đảng Cộng Hòa ở các thành trì đỏ như Kansas. Và đây là điều không tưởng. Đó cũng là lý do tại sao mọi nỗ lực tạo ra một giải pháp thay thế ôn hòa, trung dung hoặc liên minh từ đảng cải cách và đảng thống nhất đến không nhãn mác và đảng tiến bộ của Andrew Yang đều gặp khó khăn hoặc sụp đổ hoặc chắc chắn sẽ sụp đổ. Và thực tế những gì đang diễn ra thì chỉ có cải cách bầu cử, bao gồm cả việc bãi bỏ đại cử tri đoàn là cách duy nhất để thúc đẩy các lựa chọn thay thế khả thi của bên thứ ba, chứ không phải là sự tự khẳng định ảo tưởng về một cuộc bỏ phiếu phản đối vô ích. Nhưng để làm được điều này, chắc chắn nước Mỹ sẽ phải trải qua nhiều cuộc bầu cử mà người chiến thắng cuối cùng vẫn hoặc là Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 là cuộc đua song mã giữa đương kim Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đảng viên của Đảng Dân Chủ, với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Liên danh tranh cử của bà Harris là ông Tim Walz, trong khi đối tác của ông Trump là ông James David Vance. Điểm lại những thông tin cơ bản về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 trước giờ G như sau. Về thời gian bầu cử, luật pháp Mỹ quy định bầu cử Tổng thống diễn ra 4 năm một lần và năm chẵn. Ngày bầu cử sẽ vào thứ 3 sau thứ 2 đầu tiên của tháng 11. Như vậy, cuộc bầu cử năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Tuy vậy, nhiều người dân cũng có thể bỏ phiếu sớm bằng những hình thức như bỏ phiếu qua thư. Bang Georgia của Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm bằng hình thức trực tiếp từ ngày 15 tháng 10. Ai có thể bỏ phiếu? Theo hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên có thể tham gia các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong các kỳ bầu cử luôn có một bộ phận lớn người dân không thực hiện bỏ phiếu. Ai có quyền tranh cử? Theo quy định, để làm tổng thống, một người phải sinh ra tại Mỹ ít nhất 35 tuổi và thường trú tại Mỹ trong thời gian ít nhất là 14 năm. Phó tổng thống cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự. Lựa chọn ứng cử viên tổng thống thế nào? Sau khi xác định được những ứng viên tiềm năng nhất ở vòng bầu cử sơ bộ của mình, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội toàn quốc để chính thức đề cử ứng viên đại diện đảng ra tranh cử vị trí tổng thống và phó tổng thống. Để nhận được đề cử, mỗi ứng viên cần đạt được đa số phiếu đại biểu. Quy trình bầu cử ngày 5 tháng 11. Tất cả cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu bầu phổ thông tại các bang mình ở. Việc kiểm phiếu và công bố kết quả được tiến hành theo từng bang. Sau khi có kiểm phiếu bầu phổ thông, dựa trên kết quả này, các đại cử tri đại diện cho mỗi bang sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống. Cần bao nhiêu phiếu để chiến thắng? Ứng viên nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, tức trên 50% trong số 538 phiếu đại cử tri sẽ đắc cử vị trí tổng thống Mỹ. Phiếu bầu tổng thống là gì? Là lá phiếu do tất cả các cử tri Mỹ đủ điều kiện tham gia bầu cử bỏ. Tuy nhiên, các lá phiếu này không phải là những lá phiếu quyết định chiến thắng của một ứng cử viên. Người giành đa số phiếu bầu phổ thông trên toàn quốc chưa chắc đã là người chiến thắng của bầu cử. Đại cử tri là ai? Đại cử tri là những người sẽ đại diện cho bang của mình để bầu chọn tổng thống và phó tổng thống. Đại cử tri mới chính là những người quyết định kết quả chung cuộc của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Số lượng đại cử tri của mỗi bang thường được quyết định dựa vào dân số của bang đó và bằng đúng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang. Bang chiến địa là gì? Bang giao động, bang chiến trường hoặc chiến địa
là cụm từ được dùng để chỉ bất kỳ bang nào mà ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa đều có cơ hội giành chiến thắng một cách hợp lý bằng cách đảo ngược số phiếu bầu. Những bang này thường là mục tiêu